Tin chấn động. Quế Vân chửi thẳng mặt N98 sẽ tung bằng chứng về LBQ. Mọi người ơi, có một câu chuyện này này. Là tính của Vân á, là một người rất là thẳng tính này. Không lươn lẹo này, không bịa đặt này, không tạo nghiệp này. Mà tất cả những câu chuyện mà được Vân truyền tải lên mạng xã hội, đó là toàn những câu chuyện mà đã được diễn ra. Còn Vân không bao giờ đặt điều cho ai. Nhưng tính của Vân lại khác người thường này nha. Có những câu chuyện á, là nó diễn ra, Vân đã được nghe, được thấy không đúng rồi, nhưng Vân để từ từ thời gian lắng lại, chứ Vân không có nháo nhào mà cứ ai làm gì mình một cái hay là mình bật người ta ngay là Vân tính không như thế. Câu chuyện này nó diễn ra được 20 ngày trước, nghe rất là ngứa tai, nhưng Vân vẫn im lặng. Im lặng không nghĩa là để im. Cái phương châm của Vân á, lên cái mạng xã hội này là để làm gì? Không phải để dạy người. Nhưng Vân sẽ truyền tải lại những điều tốt đẹp, những điều tốt đẹp đến cho mọi người. Ai học được thì là tốt, xã hội sẽ bình yên. Còn ai không thì láo loạn kệ người ta. Vân sẽ không nói đến tên nha. Ai ở đây mà nghe, mà hiểu, tự hiểu bởi vì sao? Vân không bao giờ muốn lên đâu đó để nộp phạt. Chắc chắn là những người theo dõi Vân, người ta phải biết chuyện như này nha. Ở trong hậu cung như ý chuyện á, có một cặp đôi cũng hot nha, cũng hot. Và cái người bạn trai này ấy, thì không có thù oán gì Vân Vân cả. Thậm chí là mỗi lần Vân xảy ra scandal gì đó là cái người bạn trai này này là luôn luôn inbox vào phở bò của Vân, hỏi thăm Vân và động viên rất là quý Vân. Thế thì mọi người hãy nhớ nhá, có nhớ cái phiên live mà hôm Vân live cùng anh Duy Mạnh không? Vân live 3 phiên live cùng với nam em, 2 phiên live nói về chuyện đã xảy ra. Phiên live cuối cùng của Vân chốt lại, chốt hạ nha, dừng lại với nam em, đó là phiên live đeo vương miện, tự bóc mình đeo vương miện cả nước. Không ai dám nói sự thật, Vân không nói sự thật vì là Vân hết ảo rồi. Vân nói không phải mình lên đây để mình làm cái trò gì hết á, mà tại vì là cái chuyện mà nói như thế là cái câu chuyện đã diễn ra rồi. Mọi người thì chẳng hạn như IT fan hay những cái fan của người ta thì người ta vào người ta chửi kệ mẹ người ta, nhưng mà Vân thì không quan tâm. Thế nhưng mà phiên live cuối cùng của Vân đó là dừng lại ở cái vương miện. Thế buổi tối thì Vân muốn xoay cái kênh của Vân á, nó sẽ xoay thành cái kênh là chuyên review những người bạn thân ở trong hậu cung như ý chuyện, những người tài năng. Vì Vân biết là cái gì dừng lại ở đâu thì nó sẽ phải dừng lại ở đó, không phải mình cứ lên đây làm quá làm người ta nghe người ta bị nhũn đầu nhũn não. Thế là Vân tối hôm đó là Vân mời anh Duy Mạnh. Vân mời anh Duy Mạnh: anh ơi, tối nay anh em mình like nha, chỉ hát thôi và chém gió với khán giả để cho mọi người thưởng thức âm nhạc trên TikTok. Và anh Duy Mạnh đồng ý, chứ anh Duy Mạnh là người lớn, anh Duy Mạnh không lên đây để mà đi nói những cái chuyện tào lao, và cái chuyện đấy không liên quan đến anh Duy Mạnh. Nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm đó xảy ra ngoài ý muốn, Vân với anh Duy Mạnh like thì hai bạn kia vào, thì vô tình anh Duy Mạnh nhắc nhở thì mới xảy ra những câu chuyện là mọi người chắc là không biết câu chuyện đây là phiên like của Vân. Thì ngày mai thì coi như phiên live nó hỏng, là Vân không có làm được theo ý của mình là review các nghệ sĩ hát. Thế thì ngày mai Vân có gọi cho một người ở trong hậu cung như ý chuyện. Trong phiên livestream gần đây, Quế Vân phản ứng cực gắt khi nhắn gửi đến N98. Bên cạnh đó, nàng hậu khẳng định chính cô là người gọi cho LBQ chứ nam em không hề gọi, N98 đừng thừa nước đục thả câu. Quế Vân giải thích lý do không nói từ lúc đầu là do cô muốn sự việc lắng xuống để khán giả bình tâm lại. Nàng hậu muốn thông qua livestream để chỉnh đốn cái miệng xinh đẹp kia, hot trên mạng xã hội thì nên để người ta yêu thương mình. Quế Vân khẳng định, chị có toàn bộ tin nhắn làm bằng chứng của bạn trai em nhắn cho chị, động viên chị, làm quen chị. Nếu như em có bằng chứng, chứng minh chị lôi kéo, làm điều xấu xa thì phải đưa lên bằng được nha. Sự việc này có vẻ gây cấn lắm đây, hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được tin tức nóng hỏi vừa thổi vừa xem bạn nhé. Người này là một cặp đôi yêu nhau. Vân vừa nói lúc trước là người ta hay động viên Vân á, thì Vân mới nghĩ là thôi mình cứ gọi từng người một. Mà Vân có rất nhiều bạn ở trong hậu cung như ý chuyện nổi tiếng, chứ không riêng gì ai cả. Vân định xoay chuyển như thế, thế Vân gọi cho cái người này, Vân bảo: bạn ơi, 2 phút nha, Vân nói chuyện là nói có sách, mách phải có chứng, bằng chứng rõ ràng. Chứ Vân không nói chuyện kiểu ảo lú, thu hút dư luận, lừa đảo là không có nha. Thế Vân nói là: bạn ơi, bạn khỏe không? Thế là bạn ấy bảo: bạn mình khỏe, ABCD. Thế bảo: Vân bây giờ là muốn xoay cái kênh TikTok của Vân để
trở thành kênh review những sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ, và chúng ta lên chém gió và chỉ nói về vấn đề của chúng ta. Vân có bị điên đâu mà Vân đi gọi mọi người đi vào để theo phe Vân rồi đi nói xấu người này kia là Vân không có. Tính của Vân như một thằng đàn ông, không bao giờ cần ai theo phe mình hết. Ai quý mình, nhìn mình là sẽ quý mình luôn. Thế thì bạn ấy bảo là cảm ơn Vân nha, mình đang bận, cảm ơn lời mời của Vân, hôm nào mình rảnh thì chúng mình sẽ like. Câu chuyện đến đây là hết rồi đúng không? Ngày mai rầm rầm trên TikTok có một thông tin của người bạn gái của bạn này nói: hôm qua phía của NE gọi điện thoại rủ bạn trai tôi. Tôi không thể chấp nhận được, nghĩ sao vậy, sao lại gọi lại dụ này dụ kia. Ôi điêu ngoa quá. Đời Vân ghét nhất những người điêu ngoa điêu ác. Cái miệng xinh á là phải phát ngôn những từ đúng và những câu chuyện chuẩn, không được thừa nước đục thả câu. Cho dù bây giờ Vân và bên phía kia còn chơi hay không còn chơi, ghét hay yêu cũng không liên quan đến Vân, là ngay thẳng nha. Cái gì có thì được nói. Vân nghe những cái lời nói từ cái cô bạn gái đó là Vân rất ghét. Nhưng Vân đợi đến ngày hôm nay Vân mới nói, vì sao? Cho mọi chuyện tĩnh lặng xuống, khán giả được bình yên trí não, rồi Vân sẽ nói cho khán giả biết sự thật. Vân muốn nói đây là gì? Điều ác bớt thôi. Em gái xinh tươi, điều ác bớt thôi. Nếu như em có một bằng chứng gì của chị gọi cho bạn trai em nói về chủ đề lôi kéo hay nói xấu về hậu cung như chuyện, phải đưa lên bằng được nha. Còn nếu mà không đưa lên được thì đừng có đi bêu dếu người khác. Thời gian đó là đi bịa đặt câu chuyện cho cái bên kia. Là Vân không có thích. Vân là người một là một, hai là hai, ai cũng biết tính Vân rồi, ok? Tại sao lại lên phiên live này để chỉnh đốn cái miệng xinh của em? Hot trên TikTok, hot trên nền tảng xã hội rồi thì phải để cho người ta yêu thương mình nhá. Đừng lợi dụng cơ hội ở thời điểm người ta đang hot rồi lại nói những từ sai nhá. Còn chị có bằng chứng toàn bộ những tin nhắn của bạn trai em nhắn cho chị, động viên chị, làm quen chị ở những cái scandal liên quan đến những người cũ của chị đó. Nếu như có bằng chứng chị gọi điện thoại cho bạn trai của em lôi kéo để làm điều xấu xa thì phải đưa lên bằng được nha. Có này chị cảnh cáo em, ok, bớt cái miệng xinh lại, nghe chưa? Nói là phải nói chuyện đúng, chuyện có, cấm được nói chuyện không có bị đặt. Ở thời gian đó là lợi dụng tên tuổi người khác, ok? Em đừng nói kiểu khán giả không hiểu gì, tự nhiên lại bảo là người của bên NE gọi thoại cho bạn trai mình dụ này dụ cái, dụ cái gì? 2 phút chị gọi cho bạn trai em, từng câu từng chữ nói trong đầu chị và nhớ hết. Nếu bạn trai em kịp thu âm thì phát âm lên ngay lập tức nha. Đừng để chị bớt những tin nhắn lên là không có ra cái gì đâu, ok? Chị nói câu chuyện này để em va vào chị đấy, em va một phát chị cho tin nhắn lên luôn đấy, nhớ chưa? Còn cái người bạn trai của em ấy không có thù oán gì với chị không nói ở đây. Nhưng mà khi nghe câu chuyện từ người bạn trai nói lại thì phải nghe cho nó đúng. Tại sao người này gọi lại đổ thừa người kia? Phía nào gọi đến? Con này gọi đến nha. Con này muốn xoay chuyển kênh TikTok của con này trở thành review mà là điều tốt cho bạn trai em, cả những người bạn của chị ở trong cái hậu cung như ý chuyện nha. Đừng có mà ăn nói bố láo, dây với ai đừng dây với chị nha. Chị là một con nhá, không biết sợ ai đâu, ok? Đừng va vào, hiểu chưa? Tại sao ngày hôm nay 20 ngày sau chị mới nói? Để cho em diễn hết đi, cho khán giả được bình tâm, khán giả được lặng im, được thở. Khán giả người ta cần được nhìn hình ảnh đẹp, lời nói hay, chứ không phải những trò ma quỷ. Bản thân chị cũng vậy, chị không thích lên TikTok lướt nhìn thấy những cái bọn ma quỷ nói những cái điều điên dại, chị không có thích. Ngày hôm nay chị muốn nói cái này để làm gì? Để nếu như là người ấy, của công chúng ấy mà được nhiều người biết đến ấy, thì chúng ta đem lại những điều tốt đẹp, đem những hình ảnh tốt đẹp cho người ta nhìn. Không phải lên đây làm xoắn não khán giả. Người ta phải đi làm, về nhà, người ta rảnh, người ta lên TikTok để làm gì? Để người ta xả stress, lạy hồn. Chị cảm ơn, chị cầu xin, chị cầu xin có một ngày nào đó TikTok sẽ sàng lọc toàn bộ những cái xấu đi để cho người dân được nhìn thấy những điều tốt. Người dân được lướt TikTok với bộ não thư giãn, thoải mái trước khi đi ngủ. Còn cuộc đời chị nhá, lẽ phải nó nằm ở trên, lẽ trái nằm dưới đất. Lẽ trái là chết với chị đó. Theo dõi thì biết rồi đấy, chị không mê sảng nên ngồi lại liên thuyên cả ngày đâu. Các bạn tặng hoa chị không cho luôn nha. Không có kiếm cái này ở trên này. Con người chị ngày xuống ngày lên là bởi vì sao? Ngày xuống là ngày rất là vui vẻ, hoan hỉ, chia sẻ mọi người điều tốt. Ngày lên là ngày bất xúc những điều không đúng. Hiểu chưa em gái xinh đẹp, sexy? Sau phiên live này va vào chị đi nhá. Va vào một phát cho tử tế hẳn hoi lên thế nào. Nói một người gọi là thừa nước đục thả câu. Nên là em gái xinh đẹp và người bạn trai của em chuyển lại cho em như thế nào thì em phải nói đúng như thế.
Em đừng bịa đặt điêu ngoa nhá. Cái miệng em nào thì chị nghĩ là mọi người biết hết đấy. Em ạ, đừng điêu ngoa điêu ác nữa. Sorry mọi người nha, Vân hơi nóng tính. Khi mà gặp những cái chuyện mà không phải ấy, là Vân không có để yên. Vân chờ cho mọi người tĩnh lặng lại rồi Vân sẽ nói để mọi người biết. Nói đây làm gì, rút kinh nghiệm đi. Rút kinh nghiệm đi. Mạng xã hội ấy là phải biết chơi. Chơi là phải đúng cách. Không phải chơi là lên đây cứ mê sảng rồi là trò ma quỷ này ma quỷ kia là người ta không có thích đâu. Xin lỗi em tuổi rè, em chỉ là một con mẹ không muốn nói ở đây khẩu nghiệp ở dưới chân chị thôi, ok, dưới chân chị thôi, nên đừng nói cái giọng đấy nhá. Nhớ câu này nhá, người nào mà ở bên fan với đàn nhớ câu này nhá. Ở bên phía NE gọi điện thoại cho người yêu tôi, dụ này dụ kia, má muốn chửi thề ghê đó. Đưa lên hộ 2 phút gọi, con này gọi, con Quế Vân gọi chứ chả có bên nào gọi cả. Đừng bịa ra nha. Còn mọi người đừng hỏi là thời gian này Vân có quan hệ với ai không hay là không quan hệ với ai không. Không quan trọng, không liên quan đến mọi người. Đây là việc cá nhân của Vân. Ai va Vân, bỏ qua được là Vân bỏ qua. Còn không bỏ qua được thì Vân lên đây cho biết luôn mà cho lên đây biết là phải có bằng chứng nha. Trước khi mở mồm nói là phải có sách bách có chứng. Chứ không phải lên nói ăn nói mê sảng, nói để cho người ta thao túng tâm lý khán giả rồi là để người ta đi hướng này hướng kia là mệt lắm.